Nhà sư 60 năm ngủ ngồi trên ghế, từ không biết chữ thành một vị hòa thượng lỗi lạc. Đây là một hình ảnh quý giá của hòa thượng Quảng Khâm trước khi ông qua đời. Trong video, ông ấy đang đi cùng hai nữ tu đến thăm những ngôi chùa đang xây dựng dở dàng. Lúc bấy giờ, ông đã hơn 90 tuổi nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh. Vị lão hòa thượng đi phía trước hai người, bên dưới là một đoạn đường nhỏ đang thi công trải đầy đá sỏi. Nhưng ông vẫn bước đi thật nhanh. Sư cô đưa tay ra ý muốn đỡ ông nhưng lại bị ông từ chối. Suốt quãng đường, thỉnh thoảng ông dừng lại nhận xét một vài chỗ bằng chất giọng khàn khàn nhưng vô cùng rõ ràng minh mẫn của mình. Vào thời điểm này, Quảng Thừa Nham đã được trang trí nhưng chưa đưa vào sử dụng. Vị sư già bước lên các bậc thang, từ từ bước vào chính điện. Hòa thượng Quảng Khâm tu hành cả đời, trải qua bao gian truân trên con đường tu tập. Mặc dù ông không biết chữ, cũng chưa từng đọc qua cuốn sách nào, nhưng cuối cùng vẫn trở thành một nhà sư lỗi lạc ông từng tu hành ẩn giật ở núi thanh lương trong thời kỳ này ông đã thuần hóa được một con hổ nên người dân quanh khu vực này đã gọi ông là phục hổ hòa thượng ngoài ra một thời gian sau người ta còn gọi ông ấy là thủy quả hòa thượng bởi ông không sống bằng cơm gạo thức ăn như người bình thường chỉ ăn trái cây khi ông nhập thất tu đạo những con khỉ ở đây đã mang trái cây đến đặt trước cửa động như cúng giường kể từ đó hành động của những con khỉ này đã trở nên nổi tiếng khắp nơi hòa thượng quảng khâm từng nhập định trong hang động nhiều lần, lần dài nhất lên tới 4 tháng. Trong 60 năm, ông cũng chỉ ngủ ngồi trên ghế mỗi đêm. Hữu duyên với Phật giáo từ khi còn nhỏ. Hòa thượng Quảng Khâm sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Năm 4 tuổi, cha mẹ ruột vì không đủ sức nuôi dưỡng, đánh bán ông làm con nuôi trong một gia đình họ Lý. Mẹ nuôi của ông là người theo Phật giáo, nên thường dẫn theo con mình lên chùa cầu nguyện. Vì vậy ông ăn chay và tụng kinh từ nhỏ đến lớn. Lúc ông trưởng thành, cha mẹ nuôi cũng lần lượt qua đời. Trong phút chốc, ông lại trở ngược lại thành cô nhi. Khi cho cốt họ còn chưa hết ấm, những người thân lại trực chờ tranh giành nhau ra tài do nhà họ Lý để lại, khiến ông cảm nhận được tính vô thường của cuộc đời. Ông quyết định đưa hết tất cả tài sản còn lại cho người thân và xuất gia đi tu tại chùa. Vì không biết chữ nên ông chỉ có thể làm những công việc lao động tay chân và giữ chùa. Trong thời gian này, do phải làm quá nhiều công việc cực khổ, ông nản chí và có ý định rời khỏi chùa. Nhưng một vị hòa thượng cũng ở nơi đây, khuyên ông đừng nản lòng, khổ tâm tu hành sẽ có ngày đạt được ý nguyện. Lúc cùng mọi người lên núi đốn củi, ông nói với những người đi cùng trực giác của mình. Ông cảm giác rằng chiếc xe tải chở củi sẽ lật ở dốc núi, nhưng mọi người không ai quan tâm. Đi được một quãng đường không xa, chiếc xe quả nhiên bị lật thật. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, rồi từ đó dẫn đến không phục. Họ tin rằng ông có duyên tu hành và nhạy cảm với những vấn đề tâm linh. Từ đó trở đi, Ông không còn ý định hoàn tục, chỉ tập trung vào việc tụng kinh niệm Phật và làm những công việc tay chân nặng nhọc để nấu và phát cơm chay từ thiện. Ông chỉ ăn những thức ăn còn sót lại sau khi mọi người đã ăn xong, nhặt vài hạt cơm còn sót lại, nhưng ông không hề than phiền. Năm 42 tuổi, Hòa thượng Quảng Khâm, được sự cho phép của trụ trì, mang theo hơn 10 kg gạo và một vài vật dụng đơn sơ để đến ở ẩn tại một hang động trong núi Thanh Lương và bắt đầu cuộc sống tu luyện hơn 10 năm. Vì ông ấy thiền mỗi ngày nên chẳng mấy chốc lương thực đã được sử dụng hết, ông phải sống bằng quả dại trong rừng. Ông trở thành người chỉ ăn trái cây tự nhiên. Sau này dù đã xuống núi trở về chùa, ông cũng chỉ sống bằng trái cây mỗi ngày. Do đó, ông còn có thanh hiệu là thủy quả hòa thượng. Vị hòa thượng từng phục hổ, đến khỉ cũng nguyện ý dâng đào. Núi Thanh Lương vốn là nơi mãnh hổ thường nuôi tới. Một hôm, có một con hổ vì nhìn thấy người trong hang động nên đã tìm đến. Nó đứng nhìn vị hòa thượng và ngoe ngoẩy cái đuôi dài như muốn cảnh báo ông nhanh chóng rời đi. Nhưng Hòa Thượng Quảng Khâm không hề sợ hãi, ông nhẹ nhàng cất giọng nói, con hổ đừng tức giận, ông muốn mượn nơi này để tu hành. Sau đó ông lại vì con hổ này mà bắt đầu thuyết tam quy y. Điều không ngờ là con hổ đột nhiên lại quay đầu ngoan ngoãn bỏ đi. Kể từ lần gặp mặt đó, con hổ thường xuyên dắt theo cả gia đình nó đến tập trung ở miệng hang như thể để bảo vệ vị hòa thượng này. Lại một hôm, hòa thượng Quảng Khâm cảm thấy rất đói. Ông nhìn thấy một đàn khỉ đang ăn trái cây dại lại nghĩ đến đức hạnh của mình và thầm nói liệu sự khác biệt của mình với những con khỉ này là gì nhỉ nếu chúng có thể ăn những quả này thì mình cũng có thể thế là ông nhặt những quả dại này lên ăn những con khỉ nhìn thấy liền thao quả dại từ trên cây rơi xuống để nhà sư quảng khâm có thể nhặt chúng từ đó về sau những chú khỉ này thường mang quả dại đến để ở cửa hang như muốn giúp đỡ ông có thể tập trung nhập thất và tu hành lão hòa thượng quảng khâm đang tu hành ẩn giật ở núi thanh lương thường hay nhập định một hôm có một người tiểu phu lên núi đốn củi, nhìn thấy ông đang nhập định, vì tò mò nên bước đến gần, và nhìn thấy có một vị hòa thượng dường như đã thắt thở. Người tiểu phu đã cố gắng kiểm tra nhiều lần, nhưng không thấy nhịp tim hay mạch đập, nên lầm tưởng ông đã viên tịch. Anh cố gắng chạy thật nhanh đến ngôi chùa gần đó và nói với đại sư Hoàng Nhất. Cả hai người nhanh chóng chạy đến hang. Khi đại sư Hoàng Nhất cùng chuyển trần hòa thượng chạy đến và nhìn thấy Quảng Khâm, đại sư biết rằng vị hòa thượng này đang nhập định vì thế gõ ba tiếng khánh vào tay Quảng Khâm Thế là ông ấy liền xuất định Và hỏi lần này mình đã nhập định bao lâu rồi Đại sư Hoàng Nhất nói rằng Đã qua 4 tháng Ông vô cùng ngưỡng mộ Hòa Thượng Quảng Khâm vì điều này Tin Hòa Thượng Quảng Khâm nhập định Lan truyền khắp nơi Khiến ai cũng tán thán Lập trí ngủ ngồi Nhà sư Quảng Khâm khi còn trẻ Đã giữ trách nhiệm hương đăng Và đánh bảng thức chúng tại chùa Một lần ông vô tình ngủ quên Kết quả là tất cả các nhà sư trong chùa đều đến trễ 5 phút. Sai lầm lần này đã khiến ông cảm thấy rất xấu hổ. Và sau đó ông lại trực tiếp cúi đầu nhận lỗi với hàng trăm đồng đạo trước hội trưởng thừa thiên, từng người, từng người một. Ông cũng tự nguyện với lòng mình rằng mình sẽ không bao giờ ngủ quên nữa. Trong 60 năm tiếp theo của thời gian thực hành tụ tập, ông đã hoàn toàn giữ đúng lời hứa đó. Kể từ khi lời hứa được đưa ra, mỗi đêm ông đều ngủ trên ghế nghỉ ngơi chứ không bao giờ nằm ngủ trên giường. Khi câu chuyện này được lan truyền, rất nhiều nhà sư khác ngưỡng mộ và muốn học theo ông, nhưng ít người có thể chịu được. 13 năm sau khi Lão Hòa Thượng Quảng Khâm ẩn tu ở núi Thanh Lương, ông quay lại ngôi đền nhưng vẫn tiếp tục công việc bảo vệ thánh điện. Ông không cần phòng ngủ mà chỉ tiền trên một chiếc ghế. Sau đó một khoảng thời gian, hòm công đức ở thánh điện bị trộm. Tất cả các nhà sư đều khăng khăng nói rằng nhà sư Quảng Khâm đã làm điều đó và nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng. Họ chỉ trích rằng Ông bế quan tu luyện 13 năm thật là vô ích. Nhưng bất kể mọi người có nói gì, ông cũng đều tỏ thái độ thờ ơ mà không hề phản bác lại. Một tuần trôi qua, hội đồng trong chùa thông báo lại cho mọi người rằng, hòm công đức không bị mất, đây chỉ là một tình huống để kiểm tra trình độ tu luyện của nhà sư Quảng Khâm. Hóa ra, ông đã đạt được thành tựu tịnh hóa tam nghiệp. Không một ai biết về sự kiểm tra này, nên họ chỉ vô tư chửi rủa mà không quan tâm đến sự thật đúng sai. Lão sư Quảng Khâm khi hơn 90 tuổi cho đến lúc trước khi qua đời, ông vẫn không cần biện hộ trong bất kỳ việc gì, càng không cần giúp đỡ trong mọi sinh hoạt. Cơ thể ông vẫn rất khỏe mạnh, cường tráng và nhanh nhẹn. Cho đến lúc 95 tuổi, ông dự đoán được thời gian mình sắp qua đời và thông báo với các đệ tử rằng mình sắp phải đi. Sau khi sắp xếp mọi việc ổn định, ông trở lại rượu thông tự, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Cho đến ngày 13 tháng 2 năm 1986, ông ngồi xếp bằng in định tinh thần chẳng chút dao động rồi sẽ các đệ tử đồng thanh niệm Phật. Sau đó, ông an nhiên theo tiếng niệm Phật ấy mà viên tịch. Trong suốt quãng đời 95 năm của mình, vì không biết chữ, ông hoàn toàn không để lại một tác phẩm nào. Sau khi ông mất, các đệ tử bắt đầu giới thiệu những tác phẩm do ông ghi âm để lại. Điều tuyệt vời hơn là khi Hòa Thượng Quảng không qua đời, có một hình ảnh bung sen xuất hiện trên bầu trời, thậm chí có người còn chụp lại được hình ảnh này. Cả đời Quảng Khâm Hòa Thượng đã tiếp độ không biết bao nhiêu chúng sanh từ người đến thú từ dương giới đến âm giới, từ hữu tình đến vô tình và nhất là sự viên tịch vô cùng tự do tự tại của ông như một minh chứng hùng hồn nhất về sự kỳ diệu của Phật pháp cũng như về khả năng thành tựu sự giải thoát, đạt đạo của những bậc chân tu thật hành. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.